Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc do bà Lý Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao cơ chế hợp tác giữa 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang với tỉnh Vân Nam, đồng thời tin tưởng đây là dịp tốt để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác thiết thực giữa hai bên trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, góp phần đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới. Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam cũng nêu bật một số hợp tác tiêu biểu giữa tỉnh Vân Nam và các tỉnh biên giới Việt Nam về phát triển kinh tế mậu dịch. Việt Nam đã 5 năm liên tục trở thành bạn hàng lớn thứ hai của tỉnh Vân Nam. Ngoài ra, hai bên đã hợp tác xây dựng thành công cầu sông Hồng giữa Vân Nam và Lào Cai, vận hành hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, Côn Minh, nâng cấp cửa khẩu Thiên Bảo, Thanh Thủy, Hà Giang trở thành cửa khẩu quốc tế, hợp tác xây dựng nhà máy luyện thép Lào Cai, Côn Minh và tiến tới là dự án xây dựng cung văn hóa hữu nghị Việt-Trung, hành lang kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Côn Minh. Nhân dịp này, tỉnh Vân Nam cũng giới thiệu sẽ tổ chức hội chợ Nam Á Côn Minh lần thứ 24 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, khoảng 8.000 gian hàng, và Việt Nam tham gia với tư cách là quốc gia danh dự tham dự hội chợ.